Xin chào tất cả các bạn, mình là Toàn đến từ Tiếng Nhật 21 ngày. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều bạn đã có combo sách Hách não Kanji và Hách não Từ vựng, nhưng mà chưa biết là mình sẽ nên học sách gì trước, sách gì sau. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cái lộ trình khi các bạn học theo cái tủ sách Hách não, tức là theo sách Hách não Kanji và sách Hách não Từ vựng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở trong hộp sách này sẽ có những sách nào và chúng ta sẽ học như thế nào. Để học tập hiệu quả nhất theo như tủ sách Hách não thì mình sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì mình sẽ tập trung học kanji. Thì muốn học kanji, đầu tiên chúng ta cần phải học bộ thủ trước. Thì mình sẽ có quyển 214 bộ thủ. Thì phần 214 bộ thủ này thì nó sẽ như là bảng chữ cái, để nó sẽ ghép lên tất cả kanji ở trong chương trình tiếng Nhật. Nghe con số là 214 thì các bạn thấy rất là nhiều, nhưng thật ra bản chất ở trong 214 bộ thủ này đã có rất nhiều chữ kanji ở trình độ N5, N4 rồi. Nên nếu các bạn học phần bộ thủ xong thì mặc định các bạn đã có một lượng kanji ở trong N5, N4. Nên cái phần này về bản chất thì chúng ta chỉ cần học vài chục bộ thủ cơ bản thôi. Còn sau đó thì trong quá trình mình vừa học kanji, mình vừa sẽ xem lại quyển bộ thủ này, thì tự nhiên mình sẽ nhớ bộ thủ rất là nhiều. Thì đầu tiên mình cần học bộ thủ. Sau khi nắm chắc bộ thủ rồi thì mình sẽ vào học theo sách Hách não Kanji. Thì mình có sách tập 1 và sách tập 2 thì sẽ đầy đủ 2136 kanji, tức là thông dụng ở trong tiếng Nhật. Thì vì mỗi kanji là sẽ gắn với một câu chuyện cụ thể, câu chuyện rất là logic hoặc là hài hước, thì các bạn sẽ học phần kanji này rất là nhanh, tức là mình rất là nhanh thuộc. Đương nhiên học kanji thì mình sẽ phải kết hợp với phần luyện viết, nên là mình sẽ có hai quyển luyện viết đi theo sách, tức là luyện viết tập 1 đi theo sách tập 1 và luyện viết tập 2 thì đi theo sách tập 2. Tức là phần luyện viết này sẽ đi theo đúng như là từng bài ở trong sách Hách não Kanji. Và các bạn luyện viết lại thì chúng ta sẽ vừa học kanji, vừa nhớ câu chuyện của chữ kanji đó và vừa viết lại đó, thì mình sẽ khắc sâu hơn về phần kanji. Sau khi học kanji các bạn thuộc tương đối thì các bạn sẽ có phần flash card để các bạn ôn tập, check lại. Ở đây thì mình cũng có tương ứng, tức là flash card tập 1 và tập 2 để tương ứng với sách Hách não Kanji tập 1 và tập 2. Thì phần này các bạn sẽ dùng flash card này để ôn tập. Ngoài ra sau khi các bạn học kanji rất là giỏi rồi đó, thì cái tấm bản đồ này sẽ giúp các bạn xem lại 2136 kanji theo như đúng trình độ. Tức là các bạn sẽ xem là bây giờ mình học hết cả 2000 rồi, thì không biết là mình có bị quên chữ nào không. Thì mình sẽ kiểm tra, mình sẽ nhìn vào cái tờ bản đồ này có rất nhiều kanji chỉ ra bất kỳ để xem mình có nhớ không. Thì như vừa rồi mình hướng dẫn các bạn thì đây là giai đoạn 1, tức là đây là tất cả những tài liệu giáo trình sẽ sử dụng khi các bạn học kanji ở trong giai đoạn 1. Và sau khi các bạn đã học kanji chắc rồi thì mình sẽ bắt đầu sang giai đoạn 2, tức là giai đoạn học từ vựng. Tại vì trong phần học từ vựng này nó có một phương pháp, đó là phương pháp chuyển âm Hán Việt. Thì nếu các bạn không biết kanji thì các bạn học phương pháp đó thì nó sẽ không hiệu quả. Mà ngót chuyển âm này là rất là quan trọng. Khi mình học trong giai đoạn mình học N3 chẳng hạn, thì các bạn thấy là rất nhiều từ vựng ở trong N3 nó học bằng cách chuyển âm, tức là học theo âm môn đó. Nên là nếu mình biết kanji, mình biết chữ Hán giỏi một chút thì mình học từ vựng sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều. Thì giai đoạn 2 này thì mình sẽ học theo sách Hách não từ vựng tiếng Nhật. Tức là có 3 phương pháp giúp các bạn học từ vựng nhanh nhất. Đó là âm thanh tương tự, từ giống nhau và chuyển âm Hán Việt. Thì quyển từ vựng này nó sẽ như một quyển học tốt. Nó sẽ học song song cùng với cái giáo trình từ vựng mà các bạn đang học. Ví dụ như sau khi các bạn học quyển này, các bạn có 3 phương pháp rồi, các bạn nắm được 3 phương pháp này rồi, thì các bạn quay lại, các bạn học song song cùng với lại giáo trình Mina 50 bài, hoặc là học cùng với Mimi N3, N2 thì các bạn sẽ thấy dễ hiểu rất là nhiều. Mình biết cách học rồi. Thì đó là toàn bộ các sách các bạn sẽ nhận được khi các bạn mua combo Hách não Kanji và Hách não tiếng Nhật. Ngoài ra thì về phần thời gian, mình mong muốn là các bạn sẽ dành cho mình khoảng 1 tháng tập trung học phần Kanji để mình có một lượng Kanji vững chắc. Thì mình chỉ yêu cầu các bạn học 1 tháng thì tất cả Kanji các bạn học theo học câu chuyện và các bạn sẽ nhớ rất là nhanh, thì sẽ xây dựng cho mình một cái vốn nền tảng Kanji cực kỳ vững chắc. Ví dụ như bạn đang học N5, N4 thì chỉ 1 tháng là mình sẽ học được khoảng 1000 Kanji. Còn nếu mình đã học N3, N2, tức là mình đã có một thời gian tiếp xúc với kanji rồi, thì một tháng là sẽ giúp mình có thể học hết toàn bộ kanji, tức là 2000 kanji ở trong tiếng Nhật. Thì sau khi mình hoàn thành giai đoạn 1 học kanji thì mình sẽ dành tập trung thời gian, toàn bộ thời gian để dành cho việc học từ vựng. Như vậy thì nó sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Chúc các bạn sẽ học tập thật đột phá cùng với tủ sách Hách não tiếng Nhật.